Chào thầy cô và các em đang đến với trang http://2.thầychéo.vinpix.com. Đây là bài hướng dẫn học sinh lớp 4 thi Vinpix giải toán trên mạng, lớp 4 vòng 16 vòng thi cấp huyện năm học 2015-2016 diễn ra vào ngày 11 tháng 3 năm 2016 của tất cả các tỉnh thành khu vực bảng B. Thầy cũng nghe em, sau khi đã nhập đúng mã thi rồi, chúng ta cũng có mở ra ba bài nào. Chúng ta bắt đầu làm bài 1. Chúng ta có câu đầu tiên 34.884. Ta chia cho 68. Chia cho 68 chia Bằng và bằng 513. vậy con đánh vào 513. Một sợi dây dài 8,5 m được cắt thành các đoạn dài 2,5 m. Hỏi cắt được mấy đoạn như vậy? Ta phải lấy 8 phần 5. Năm Tao sao nhỉ? Chia cho 2 phần 5. 8 phần 5 chia cho 2 phần 5 bằng 8 phần 5 nhân nhân với 5 5 phần phần 5 2. 5 rút gọn cho 5, còn 8 chia 2 được mấy? Được 4 đoạn. Vậy ta đánh 4 đoạn. Câu tiếp theo. Tính 2.376. 2.376 cộng bao nhiêu? Cộng cộng 14.582 582 2 bằng 16.958. Bằng 16.000 16.958. Câu 4, trong kho chứa 3.570 kg, người ta lấy đi 2/7 số thóc trong kho, hỏi lấy bao nhiêu gram? Ta phải tìm số thóc lấy đi trước, đúng không? Vâng. Ta lấy 3.570, ta chia cho 7 nhân 2. Người hỏi đã lấy đi bao nhiêu kg thóc? Lấy đi 1.020 kg thóc. 1.020. Câu thứ 5, lấy 1/5 số dầu trong thùng và 25 lít thì được 80 lít. Hỏi lúc đầu thùng có bao nhiêu? Ta lấy 80, ta trừ 25. Thì còn là bao nhiêu? Còn bao nhiêu? Bằng 5 năm. 55 thì ứng với 1 phần mấy? 1/5. Vậy cả thùng dầu thì ta phải nhân đến mấy? Nhân với 1 5. phần 5 bằng 55, vậy cả thùng thì bằng 2 nhiêu nha? Đúng rồi, cả thùng dầu bằng 275 lít. Câu tiếp theo, tìm x, biết 38 nhân x bằng 24 nhân x bằng 4.221, ta đưa x ra ngoài đúng không? Vâng. X này là chính, các bạn chú ý trên này, x này x, x x cộng 1 này, x nhân 1 này đúng không? Đều có thừa số là x, ta đưa x ra ngoài. X còn trong, x nhân với 38 cộng với 24 cộng mấy? Cộng 1. 38 cộng 24 Bằng là 62 cộng 1 bằng 63. bằng 6 mấy? 63. Bằng 63. X nhân với 63 bằng bao nhiêu? X nhân với 63. Bằng 4.221. Ta lấy 4.200. 4.221 ta chia bao nhiêu? Chia cho 63. X bằng bao nhiêu nào? X 167. X bằng 67. Câu tiếp theo tìm x, biết bây giờ ta phải tìm xem là lấy 245 ta chia cho 70. 245 chia 70 bằng 3, Ba mươi phải năm không được, ta phải lấy là muốn làm được ta lấy hai tích trung tìm tích ngoại thì ở cấp 2, thế ta chỉ việc lấy 245 nhân 52 chia 70. 245 nhân với 52 được bao nhiêu? Ta chia cho 70 bằng bao nhiêu nào? Bằng 182. Thế bây giờ 182 bằng 182 x và cái chỗ x bằng 182, 182 trừ đi 145 trừ 145 năm thì bằng bao à, nhiêu? 37. 37. Nhân 37. Câu thứ hai, câu số 8 tặng làm như thế các em ạ. Ta nhân chéo lên, ta lấy bao nhiêu con nhỉ? 76 76 nhân bao nhiêu? nhân với 153 153, 153, không còn sao nữa. Con chia chia 171 171 con nó to lên bằng bao nhiêu? bằng 68, 68 6, 42 cộng y bằng 68 thì y bằng nhiêu? y sẽ bằng 68 trừ đi 42 Bằng bao nhiêu? bằng 26. Y bằng 26. Câu tiếp theo, ở câu này tính 2, bây giờ đây 2016 ta trừ đi 1995 bằng Bằng 221. 21 Sau đây 3.724, 3.728 làm sao nữa? nhân ta chưa Chia rồi 9, chia 84 đúng không? Phải chia 84 không? Wow. Bằng bao nhiêu? Chưa chắc cái này bằng không được. Cái này bằng không. Cái bằng không thì cái này bằng không. Chia này ra thì Cái đấy không không? 21. Đừng 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 đùa cái này đâu. Cái biểu thức này không đùa.
Câu này dẫn hàng không? 43 nhân 3 7 4 bằng chia bao nhiêu? Ta chia cho cái máy chia 34. Ở câu này các bạn lấy 43 nhân với 374 rồi chia 34 thì bằng bao nhiêu không bạn? 505. Bằng 505, 505 các bạn cộng với 32. Đâu? Bằng kết quả này là bằng kết quả chúng ta này bằng 505. Sau đó các em xem lại bài một lần. Rồi chúng ta nộp bài. Sang bài thi số 2. Chúng ta làm sang làm bài thi số 2. Bài định lý trí tuệ chúng ta nhấn bắt đầu. Tính 3/4 trừ 1/6 viết dưới dạng phân số đơn giản. Ta sẽ quy đồng lên bằng là 18/24 trừ đi. Bằng 18/24 trừ đi 4/24 bằng 14/24 rút gọn cho 2. Bằng 7/12. Vậy bằng 7/12. Tối giản chưa? Tối giản rồi, 7/12 chưa đúng chứ nào. 9/10 trừ x bằng 1/3, x bằng bao nhiêu? X bằng 9/10 trừ đi 1/3 bằng 27/30 trừ đi 10/30 thì sẽ bằng là 17/30. Bằng 17/30. Số tối đúng chưa? À. Câu tiếp theo 9/8 trừ đi 9/14 9 phần 8 trừ đã trên 14 x 9 bằng 94 30 6 x 3 1, 9 1 là 9 với 3 là 12 1.26 phần 843 với 2 với 3 8 với 8 với 3 11 phần 111 phần 12 112 trừ đi 72 phần 112 126 bằng bao nhiêu? Bằng 54. 54 phần 72 con rút gọn tiếp thì bằng 27 phần 54 phần 72 54 phần 112 à 54 phần 112 54 phần 112 54 phần 112 112 thì bằng 6 bằng 56 đúng không? 27 phần 56 có đối tượng tiếp 9 93 27 được 3 7 cái gì? Để mà tính lại đi 54 phần 100 126 124 đứng 54 chia 9 không nhỉ? 126 chia 9, 126 chia 9. Một trăm mười hai chia chín, ta lấy 112 chia 9 thì bằng nhiêu? Bằng bao? Vậy cái này thì các bạn sẽ tính ra được bằng 27/56. Rồi. Câu tiếp theo. 4/7 nhân với 5/3 thì bằng bao nhiêu? Bằng 20/21. 20/21. Vậy chỗ này bằng 20/21. Ta lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu bằng 20/21. Câu tiếp theo. Bác An mang 45 kg gạo ra chợ bán. Bác An bán 2,5 số gạo. Hỏi bác An còn lại bao nhiêu kg? Ta làm cho. 45 x 2 chia 5. 42. 45 x 2 bằng 90. Ta lấy 45 nhân chia cho 5 thì bằng là mấy? Bằng là 9. 9 x 2 18. Lấy 45 trừ 18. Ta lấy 45 số gạo ban đầu ra trừ đi 18 số gạo đã bán. Bằng 27. Vậy kết quả bằng bác còn bao nhiêu kg gạo? Bác còn 27 kg gạo. Câu tiếp theo. Quá dễ. Một hình chữ nhật có chiều dài 6/5 m, chiều rộng 2/3 m, tính chu vi của chữ nhật đó. Muốn tính chu vi thì chữ ta nhật lấy 6/5 ta cộng với 2/3 bằng
6 phần 5 cộng với 15 2 phần 3 thì bằng bằng 18 phần 15. 2 phân số các mẫu. Ta quy đồng lên, 6 thì bằng 18 18 phần 15. 15 cộng với 10 phần 15 bằng 28 phần 15. 28 ta nhân với 2. 22 bằng 5. 36 phần bằng 56. 56 phần 15. 5 cộng 6 bằng 11, 56 bằng 15. Bằng 56 phần 15 mét. Từ từ, 56 phần 15 chia cho thế nào? Không. 15. 15 chia cho 3 và 56 không chia 3. Ừ. 5, 56 phần 5. Cái này biểu thức này ta thực hiện bằng nhân trước. 10 phần, cái này rút gọn đi. Thì bằng 1 bằng 5, 5, 5, 2 này. 2 chia 2 được 1, 6 chia 2 được 3, 5 phần 9 đúng không? Đấy, 25 phần 27 trừ đi 5 phần 9. 27 chia cho 9 đúng không? Phần là 3. Số chung là 27. Thì bằng là 10 nặng 25 phần 27 trừ đi 15 phần 27. Bằng là 10. 10 phần 27. Kết quả bằng 10 phần 27. Câu tiếp theo. Cái biểu thức này thì ta đưa 5 phần 9 ra ngoài. Còn đúng không? Ta dựa vào nhân một số với một tổng đưa 5 phần 9 ra ngoài. Trong còn lại 5 phần 9 nhân với 4 phần 7 cộng với 3 phần 7 bằng 1. Và kết quả vẫn bằng 5 phần 9. Ừ. 5 phần 9. Và bằng bao nhiêu? 5, 5 phần 9. Đây là nhân một số với một tổng. Câu số 9. 9 ra ngoài. Một ô tô đi từ A đến B cách nhau 420 km. Giờ thứ nhất ô tô đi được 1/7 quãng đường. Giờ thứ hai ô tô đi được 1/6 quãng đường còn lại. Hỏi sau 2 giờ ô tô phải đi tiếp bao nhiêu km nữa thì hết. Đầu tiên ta phải tìm 1/7 quãng đường. Thì ta lấy 420 chia mấy? 420 chia 7 thì bằng bao nhiêu? Được 60 km. 60 km đúng rồi. 60 km. Giờ thứ hai ô tô đi được 1/6 quãng đường còn lại. Có được còn lại 420 mà trừ đi 60 trừ đi 420 trừ đi 60 thì còn lại là 360 km đúng không? Bây giờ đi 1/6 nữa thì 360 chia 6 thì bằng 60 đúng không? 60 km. Thế 360 chia 6 bằng 1/6. Sau đó ta lấy 60 cộng với 60 thì sẽ ra 120 mà cả quãng đường là 420. Hỏi người ta còn lại đi bạn trừ đi cả hai lần đi. Trừ đi 120, 420 trừ 120 thì còn lại là 300. Vậy còn lại 300 ki. Trả lời sau 2 giờ thì ô tô phải người ta hỏi là hỏi sau 2 giờ ô tô đó còn phải đi tiếp bao nhiêu km nữa? Đi tiếp 300 km nữa. 300, nếu sai thì mình chịu chỗ này. 300. Đấy. Ê, cái tầm 300. Câu này tính 1 trên 3 nhân 4 cộng với 4 nhân 5 cộng với 1 trên 5 nhân 6 cộng với tiếp tục cộng với 1 trên 11 nhân 12. Viết kết quả ở dưới dạng phân số thứ giản. Các bạn chú ý ở câu lần dài này. Câu này cũng khá hay. 1 trên 3 nhân 4 cộng 1 trên 4 nhân 5 cộng 1 trên 5 nhân 6 cộng với tiếp tục cứ cộng với 1 trên 11 nhân 12. Thì các bạn thấy rằng là 1 trên 3 nhân 4 chính bằng 1/3 trừ đi 1/4. Đấy. Còn cộng với 1/4 trừ 1/5 cộng với 1/5 trừ 1/6 cộng 1/6 trừ 1/7 cộng 1/7 trừ 1/8 cộng 1/8 trừ 1/9 cộng với 1/9 trừ đi 1/10 cộng với 1/10 trừ 1/11 cộng với 1/11 trừ đi 1/12. Ở trong có cộng 1/4 trừ 1/4 thì ta giải nữa với nhau. Cộng 1/5 trừ 1/5 ta giải nữa với nhau. Cộng 1/6 trừ 1/6 thì rõ ràng bằng 0, giải đáp với nhau. Cuối cùng còn lại là 1/3 trừ đi 1/12 thì bằng 9/36, rút gọn bằng 1/4. Vậy kết quả, rút gọn kết quả này bằng 1/4. 1/4 ta được 100 điểm. Bài thứ số 3 là bài đi tìm kho báu. Chúng ta nhấn bắt đầu, chúng ta làm câu đầu tiên. 24/63 chia cho 8/9 thì bằng 24/63 nhân với 9/8. Ta rút gọn đi, 24/63 nhân với 9/8. 24 chia 8, 8 chia 8 được 1, 24 chia 8 được
3. 9 thì 9 được, 1, 6, 3, 9 được, 7. Vậy kết quả bằng 3 phần 7. Ở dạng phân số tối giản, kết quả này bằng 3 phần 7. 3 phần 7. Tiếp tục thứ hai, câu thứ hai. Tính 32 phần 45 trừ đi 7 phần 30. Ta quy đồng lên. Quy đồng lên. Bằng 30 nhân với 32. 30 nhân 32 bằng bao Bằng nhiêu? 960. Bằng 960 phần 30 nhân 45. có nhiều con Bằng phần 1.350. 1.350 đúng rồi. 45 nhân 7 bao nhiêu? Bằng 315. 315 trên 1.350. Thế nên 900 trừ đi 960. 960, 960 trừ đi 315 bằng bao nhiêu? Bằng 645 đúng chưa? 1.350 bằng là 1 cộng 3 4 bằng cái là 19 à. 6 cộng 4 10 1 cộng 5 15. À chia cho 3. Nó chia cho 3 bằng 645 chia 645 phần chia 1.350. Bây giờ ý con rút gọn. chia 3 Ừ, sao chia 3 chia 5 chứ? chia 3 645 chia 5 ừ chứ. chia cho 5 chia 5 645 chia 5 bằng 1 1 2 Bằng 129. 135 1.350. 1.350 chia cho 5 bằng 270. chia chia ba Bây tiếp giờ chia chia ba tiếp cũng cũng có tính chia là cũng 3 cộng rồi được 4, 13 đúng không? 12 chia 3 được 4, 43 đúng kêu không? bằng 90. 43 phần 90. 90 còn chia 3 được không? 43 phần 90. Kết quả là 43 phần 90. 90 đúng trời. 3 cái hộp có tất cả 120 chiếc cốc. Số cốc trong hộp thứ nhất bằng 1 phần 3 tổng số cốc trong hai hộp còn lại. Số cốc trong hộp thứ hai bằng 1 phần 4 tổng số cốc trong hai hộp còn lại. Tính số cốc trong hộp thứ ba. Để làm được bài này các bạn làm như sau. Các bạn thấy rằng là có dữ kiện là số cốc của hộp thứ nhất bằng 1 phần 3 số cốc của tổng số cốc của hai hộp còn lại. Ta tìm 1 phần 3 cả 3 hộp thì bằng 120. Vậy ta vẽ sơ đồ ra thì số cốc của hộp thứ nhất chiếm 1 phần, số cốc của hộp thứ 2 và 3 chiếm 3 phần bằng nhau như thế, tổng số phần bằng 1 cộng 3 bằng 4. Ta lấy 120 chia cho 4 thì bằng 30. Tương tự thế, số trong dữ kiện thứ hai, số cốc trong hộp thứ hai bằng 1 phần 4 số cốc trong hai hộp còn lại. Vậy số cốc của thứ hai bằng 1 phần, số cốc hai hộp còn lại sẽ bằng 4 phần, tổng số của nó sẽ bằng 1 cộng 4 bằng 5 phần. Ta lấy 120 chia 4 bằng 24. Vậy ra lấy 30 cộng 24 thì bằng 54. Và ta lấy 120. 120 ta trừ đi 30. Trừ 30. Rồi trừ đi 24 bằng 66. Vậy hộp thứ ba có 66 cái, ta thử lại. 30 thì sẽ bằng 66 cộng 24 bằng 90. 30 1/3 đúng rồi. Vậy lời giải của chúng ta hộp thứ ba có 66 cái cốc. Vậy chúng ta đã hoàn thành ở câu này. Câu tiếp theo. Ba phần 10 cộng 4 phần 7 cộng với 6 phần 14 cộng với 14 phần 20. Ta dựa tính chất kết hợp của phép cộng, ta kết hợp vào 7 phần 4 phần 7 cộng với 6 phần 14. Ba cách ra Tiếp tục 3 phần 10 cộng với 14 phần 20. 20 chia cho 10 thì cái này bằng 6 phần 10, 6 phần 20 cộng với 14 phần 20 thì mười bằng là 1. một Cái này 14 chia cho 7 thì bằng là hai 8. tám phần mười 8 bốn phần 14 cộng với 6 phần 14 bằng 1. Vậy kết quả của cái này sẽ bằng là 2. hai Câu tiếp theo. Tính 17 phần 25 cộng với 11 phần 28. Xin lỗi, 17 phần 25 nhân 11 phần 28 cộng với 34 phần 50 cộng với 17 phần 28. Ta dựa tính chất nhân một số với một thì nhỉ? Các bạn chú ý ở đây, 34 phần 50 đều rút gọn cho 2. 34 chia cho 2 thì được bằng 17. 50 chia cho 2 thì bằng là bao nhiêu? năm Bằng tư 25.
Vậy ta đưa 17/25 ra ngoài, trong còn lại sẽ là 11/28 cộng với 17/28 thì sẽ bằng là 28/28. 28/28 bằng 1. 28 bằng 1, phần 28 bằng 1. 17/25 nhân với 1 chính bằng 17/25. Kết quả bạn vẫn bằng 17/25. 17/25 là phân số tích giảm. Rồi, vào chúng ta ăn kim cương.